Chưa có bao giờ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan lại trở nên thậm tệ như thời gian gần đây. Sau khi liên tiếp bị Mỹ chọc giận bằng các hành động bảo vệ Đài Loan không thể khiêu khích hơn, thì mới đây Litva, một nhân tố mới ở châu Âu, đã góp phần khiến trận chiến này thêm phần khốc liệt. Sau khi Trung Quốc hạ các quan hệ ngoại giao với Litva vì cho phép Đài Loan mở văn phòng tại đây, Đài Bắc đã không im lặng như mọi lần mà đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh rằng hành động này của Bắc Kinh là rất kiêu ngạo và nhỏ nhẹn. Trong lúc đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Harry Kissinger đã bất ngờ nhận định Trung Quốc sẽ chưa xâm lược Đài Loan trong 10 năm nữa. Dựa vào đâu để ông Kissinger đưa ra nhận định này? Mối quan hệ tồi tệ giữa Mỹ và Trung Quốc lại có thêm diễn biến mới sau khi ông Biden nói muốn Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế. Phía Trung Quốc lập tức nổi đó và hỏi ngược lại ai đặt ra luật này, cảnh sát nào thực thi, Gây sự với Đài Loan và Mỹ thôi chưa đủ, Trung Quốc còn tiếp tục khoét sâu thêm rạn nước với Philippines liên quan đến Biển Đông. Mới đây, Tổng thống Duterte nói cảm thấy ghê tởm vì sự cố tại bãi cỏ mây với Trung Quốc. Các thông tin đáng chú ý khác. Lần đầu tiên, Nhật Bản cân nhắc mở kho dầu dự trữ để ổn định giá. Trung Quốc tiếp tục cung cấp viện trợ cho Afghanistan để giúp xử lý khủng hoảng nhân đạo trong khi đó dù nhiều lần tuyên bố sẽ bảo vệ quyền của nữ giới khi lên nắm quyền nhưng mới đây taliban đã có động thái đi ngược lại với cam kết đó là cấm luôn việc phát sóng phim có diễn viên nữ tại châu phi thủ tướng lâm thời libya nộp hồ sơ ứng cử cho chức tổng thống trong khi đó ethiopia cảnh báo 4 hãng truyền thông phương tây về việc đưa thông tin giả ngoại trưởng mỹ anthony blinken khuyến khích tiến trình cải cách ở tunisia Chuyên dấu cảnh báo nhà đầu tư cẩn thận với một số loại hình đầu tư tiền kỹ thuật số. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Minh Phương xin kính chào quý vị và chúng ta đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu sẽ là một số thông tin liên quan đến những diễn biến mới nhất trong quan hệ giữa Mỹ Trung và Đài Loan. Thưa quý vị, để đáp lại việc Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại đây, mới đây thì cơ quan đối ngoại đài loan gọi tắt là MOFA đã có động thái khiêu khích bắc kinh đó là mỉa mai hành động của trung quốc là rất kiêu ngạo và nhỏ nhen đồng thời ca ngợi rằng litva đã bảo vệ chủ quyền và các giá trị của tự do và dân chủ MOFA đồng thời nhấn mạnh rằng trong tương lai thì đài loan và litva sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực trong một thông cáo báo chí, cơ quan đối ngoại Đài Loan Mofa cho biết mục đích chính của việc mở văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva là để mở rộng quan hệ song phương về kinh tế và thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa. Mofa cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng được vun đắp và họ sẽ cùng nhau đóng góp cho hòa bình ổn định và thịnh vượng chung của cả thế giới. Mofa nhấn mạnh tuyên bố của Bắc Kinh rằng nguyên tắc một Trung Quốc là đồng thuận chung rõ ràng là một lời nói dối nhằm tạo điều kiện cho việc sắp nhập Đài Loan. Mofa cũng cho biết, việc Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva xuống mức đại biện chỉ cho thấy sự kiêu ngạo và nhỏ nhẹn của Bắc Kinh. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp nói rằng, đối mặt với sự độc tài này, Litva, Đài Loan cũng như phần còn lại của thế giới cũng có một nhận định chung rằng Trung Quốc không nên quá độc đoán thông qua việc từ chối lùi bước trước sức ép của Trung Quốc. Litva hơn bao giờ hết đã gửi thông điệp này một cách mạnh mẽ ra thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN hôm 21 tháng 11 vừa qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ là Henry Kissinger nói rằng ông không tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ khởi động một cuộc chiến nhằm vào Đài Loan trong vòng một thập kỷ tới. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 21 tháng 11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho biết ông không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến tổng lực nhằm vào Đài Loan trong 10 năm tới. Tuy nhiên, ông dự đoán Trung Quốc có khả năng sẽ thực hiện các biện pháp làm suy yếu khả năng tự chủ cơ bản của Đài Loan. Ông Kissinger nói thêm, mọi người đều cho rằng Trung Quốc quyết tâm thống trị thế giới, nhưng ông tin rằng Mỹ và Trung Quốc không nhất thiết phải là đối thủ cạnh tranh thù địch. Ông cũng cho rằng hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa hai đại kinh địch này là một lối đi rẽ sang một con đường khác. Cựu Ngoại trưởng từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Richard Nixon và đã thăm Trung Quốc hai lần vào năm 1971. Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chuyến đi đến Trung Quốc vào năm 1972 của cựu tổng thống Nixon và giúp thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh vào năm 1979. Trong một hội thảo do Viện Brookings của Mỹ tổ chức, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là ông Tần Cương đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị đại sứ về quan hệ hai nước và thế cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung. Tại đây, ông cho biết Washington và Bắc Kinh cần phải nhanh chóng từ bỏ lối suy nghĩ đối đầu như thời chiến tranh lạnh và đưa ra những động thái thiết thực để tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế giới. Dù vậy, thông điệp tích cực này nhanh chóng bị lu mờ khi ngay sau đó, ông chuyển sang công kích việc Mỹ muốn Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và trật tự quốc tế. Ông gây gắt đặt ra câu hỏi, ai đặt ra luật này? Cảnh sát thi hành là những ai? Trong một hội thảo do Viện Brookings Mỹ tổ chức, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ ông Tần Cương đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị đại sứ về quan hệ hai nước. Cụ thể, ông nói, chiến tranh lạnh đã kết thúc được 30 năm, chúng ta phải dứt khoát nói không với tâm lý này và cần vạch ra đường đối tư tưởng đúng đắn, gạt đi sự ganh đua. Chúng ta phải đi theo xu thế thời đại, ghi nhớ nguyện vọng chung của nhân dân và làm việc vì một thế giới mở, hòa nhập với hòa bình lâu dài, an ninh và thịnh vượng chung. Ông nói hai nước cần tăng cường giao tiếp và hợp tác, mỗi bên hãy cứ điều hành tốt các công việc trong nước, đồng thời gánh vác trách nhiệm quốc tế và cùng nhau nỗ lực về mục tiêu cao cả của hòa bình và phát triển thế giới. Với tư cách là hai cường quốc số một thế giới, Mỹ và Trung Quốc phải đi đầu trong việc thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự và bảo vệ trật tự quốc tế một cách công bằng và hợp lý. Đại sứ cũng lưu ý rằng việc tập hợp các nhóm nhỏ nhằm vào các bên thứ ba đang đảo ngược bánh xe lịch sử. Ông nói thêm, thế giới không nên bị chia cắt bởi một bức tường Berlin nào khác. Thay vào đó là thực hiện các giá trị chung của nhân loại, đó là hòa bình, phát triển công bằng, dân chủ và tự do, chứ không nên chỉ tự hào về các giá trị của riêng mình. Tuy nhiên ông đã nhanh chóng đổi sắc mặt khi công kích việc Mỹ muốn Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và trật tự quốc tế. Ông khẳng định Mỹ nói chính sách của họ là để bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật pháp và đảm bảo luật pháp này được tôn trọng. Tuy nhiên những luật này là do ai đặt ra, cơ quan nào thi hành thì Mỹ lại không nói rõ. Theo ông Tần, họ quan điểm rằng chỉ có một trật tự duy nhất là trật tự xoay quanh liên hiệp quốc và các thể chế quốc tế liên quan. Nếu nói về trật tự này thì Mỹ mới là người làm suy yếu vì từ thời tổng thống Donald Trump, Washington đã đơn phương rút khỏi hàng loạt các tổ chức và thỏa thuận quốc tế. Cuối cùng ông Tần kết luận quan hệ Mỹ Trung đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng và Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Washington để đi tìm sự đồng thuận song phương và đi những bước chủ động để cải thiện quan hệ hai nước. Căng thẳng trên biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines lại một lần nữa bùng lên dữ dội sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp tế của Philippines trên biển Đông. Mới đây, tại hội nghị thượng đỉnh khu vực do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, tổng thống Philippines ông Duterte tuyên bố rằng ông cảm thấy ghê tởm về một cuộc xung đột gần đây với tàu Trung Quốc và nói rằng pháp quyền là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề. Vào ngày thứ Hai, 22 tháng 11, trong thời gian tham gia hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Trung Quốc với sự chủ trì của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã trình bày về sự cố ngày 18 tháng 11 tại bãi Cỏ Mây. Vào thời gian này, tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu đèn pha công suất cao và xịt vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines. Không ai bị thương trong sự việc, nhưng các tàu Philippines phải hủy nhiệm vụ và quay vào bờ. Cụ thể, ông Duterte phát biểu, Ông Tập thân mến, chúng ta là bạn và là hàng xóm thân thiết. Số phận của chúng ta gắn liền với nhau và vị trí địa lý giữa hai nước là không thể thay đổi. Biển Đông là thách thức chiến lược không thể giải quyết bằng vũ lực. Tất cả chúng ta đều muốn hưởng lợi từ lĩnh vực hàng hải tại khu vực này. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines cũng gây gắt lên án về sự cố ở bãi cỏ mây. Ông nói ông cảm thấy ghê tởm và hy vọng không có sự việc tương tự nào xảy ra. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này không đại diện cho mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc. Chuyển sang một thông tin về quân sự, theo Defense News, Hải quân nước này đang lấy các bộ phận từ tàu sân bay John Kennedy để lắp ráp cho tàu Gerald Ford, nhằm đảm bảo con tàu mới này có thể được sử dụng vào năm 2022. Theo Defense News, mới đây, phát ngôn viên của Hải quân Mỹ, Đại úy Clay Doss cho biết, Hải quân nước này sẽ chuyển một số bộ phận từ tàu John Kennedy sang tàu Gerald Ford để bảo đảm con tàu mới này sẵn sàng được sử dụng vào năm 2022. Ông Ross cho biết thêm, việc này sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình lắp ráp tàu Kennedy. Ông Ross tiết lộ các bộ phận được tháo bao gồm màn hình HMI, bộ điều khiển động cơ, bộ nguồn, máy bơm nhỏ, công tắc hành trình và thiết bị truyền động van cho các hệ thống khác nhau trên tàu. Theo ông, đây là một công cụ quản lý dự án, được viết trong Hướng dẫn Bảo trì hạm đội chung của Hải quân Mỹ. Quá trình này cho phép thay đổi các bộ phận và vật liệu giữa các tàu đang bảo dưỡng hoặc đang được đóng mới. Theo ông Yuan Bon, phát ngôn viên của Huntington Ingalls Industry, đơn vị chịu trách nhiệm đóng tàu Kennedy, hoạt động thay thế vốn phổ biến với các tàu đầu tiên của lớp khi hệ thống cung cấp đang được thiết lập. Việc thiếu các bộ phận cho tàu sân bay thuộc thế hệ tiếp theo của Hải quân Mỹ là vấn đề mới nhất xảy ra với tàu Ford. Ban đầu nó được dự kiến khai thác vào năm 2018. Chi phí để đóng con tàu đã tăng từ 10,5 tỷ đô la lên 13 tỷ đô la vào mùa hè năm nay. Theo Global Times, mới đây thì nhà sản xuất của đường hầm khí động học siêu thanh dài 1 mét của Trung Quốc đã vượt qua các bài kiểm tra hiệu chuẩn lớn, cho thấy là cơ sở này chính thức có khả năng thực hiện các bài kiểm tra cho các dự án phát triển. Đường hầm này nhằm mục đích là phục vụ chiến lược hàng không vũ trụ của Trung Quốc và hỗ trợ phát triển vũ khí và thiết bị siêu thanh. Theo Global Times, mới đây Viện Nghiên cứu Khí Động lực Học thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC, nhà sản xuất của FL64, đường hầm khí động học siêu thanh dài 1 mét của Trung Quốc cho biết, đường hầm này đã vượt qua các bài kiểm tra hiệu chuẩn lớn, cho thấy cơ sở này chính thức có khả năng thực hiện các bài kiểm tra cho các dự án phát triển. Đường hầm này nhằm mục đích phục vụ chiến lược hàng không vũ trụ của Trung Quốc và hỗ trợ phát triển vũ khí và thiết bị siêu thanh avic cho biết sự phát triển này có nghĩa là FL64 đã vượt qua giai đoạn hiệu chuẩn đầu tiên thành công và chính thức có khả năng tiến hành các thử nghiệm cho các dự án phát triển sau này. Tuyên bố cho biết quá trình phát triển FL64 mất 2 năm, đây cũng là thời gian phá vỡ kỷ lục về tốc độ xây dựng so với các dự án tương tự. AVIC lưu ý rằng đường hầm gió là một công trình lớn và phức tạp, và việc xây dựng nó gặp nhiều thách thức do có nhiều yêu cầu liên quan đến siêu âm, bao gồm nhiệt độ cao, áp suất và tốc độ. FL64 được thiết kế để mô phỏng tốc độ từ Mach 4 đến 8 trong tổng nhiệt độ 900 Kelvin tương đương 626,85 độ C ở độ cao bay mô phỏng 48.000m. Đường hầm này có thể hoạt động trong hơn 30 giây, giúp thử nghiệm khả năng của một máy bay siêu thanh, bao gồm cả việc tách và triển khai vũ khí khỏi máy bay. Với mục tiêu phục vụ chiến lược hàng không vũ trụ của Trung Quốc, FL-64 nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách về khí động học mà các loại máy bay khác nhau đang phải đối mặt, và nó sẽ trở thành một công cụ quan trọng khác trong việc hỗ trợ phát triển vũ khí và thiết bị siêu thanh. Mới đây, bốn nguồn tin thân cận với chính phủ Nhật Bản cho biết các quan chức nước này đang tìm cách mở các kho dầu thô dự trữ. Việc này dự kiến sẽ diễn ra song song với các nền kinh tế lớn khác nhằm ổn định cho giá dầu thế giới. Vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn, thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang thỏa thuận với lãnh đạo của các nước khác để đảm bảo trữ lượng dầu thô cho thế giới. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đề cập đến khả năng phối hợp với Nhật Bản. Trước đó Nhật Bản chưa từng giải phóng kho dầu dự trữ do giá dầu tăng, các quy định trước đây trong việc sử dụng dầu dự trữ được đưa ra nhằm giải quyết những lo ngại về nguồn cung sau các thảm họa thiên nhiên và biến động chính trị ở bên ngoài. Tuy nhiên, bốn nguồn tin thân cận với chính phủ Mỹ cho biết, các quan chức nước này đang tìm cách mở các kho dầu thô dự trữ. Từ trước đến nay, Nhật Bản vốn phụ thuộc vào nguồn cung từ các nước sản xuất dầu ở Trung Đông cho 90% nhu cầu trong nước. Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu duy trì việc dự trữ dầu thô tính đến cuối tháng 9 năm 2021, Nhật Bản có lượng dầu dự trữ cho 242 ngày sử dụng. Thưa quý vị, 20 năm chiến tranh trồng rã tại Afghanistan đã khép lại, nhưng những hậu quả mà chiến tranh để lại thật không dễ mà biến mất một sớm một chiều. Để hỗ trợ nước nước này, vào cuối tuần qua, đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan là Wang Yu đã đăng trên Twitter rằng nước này đang thực hiện các hành động cụ thể để giúp đỡ người dân Afghanistan bằng cách cung cấp viện trợ nhân đạo và duy trì hành lang hàng không cho thương mại nông nghiệp Phát biểu này được đưa ra sau khi một đoàn tàu Trung Quốc với hơn 1.000 tấn viện trợ nhân đạo đã khởi hành từ khu vực Tân Cương của nước này và đi đến Afghanistan đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan Quang Du vào cuối tuần qua đã đăng trên Twitter rằng chuyến hàng của Trung Quốc với hơn 1.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã rời tân cương của Trung Quốc. Lô hàng này gồm có bánh mì, sữa, quần áo, giày chăn. Kể từ tháng 7 năm 2021, các chuyến tàu Trung Quốc-Afghanistan đã chở hơn 2.600 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Afghanistan. Trước đó, ông Quang đã đăng hình ảnh về đợt viện trợ đầu tiên vào ngày 30 tháng 9, chủ yếu là viện trợ các vật liệu như chăn và quần áo. Vào ngày 1 tháng 11, ông tiếp tục công bố thông tin về một đợt viện trợ nhân đạo khẩn cấp khác khởi hành từ Trung Quốc và nói đây là tấm lòng của Bắc Kinh trong việc chia sẻ khó khăn chung với người dân Afghanistan. Lô hàng viện trợ mà quan đề cập hôm Chủ nhật vừa qua sẽ được chuyển đến Hayratan, một thị trấn dọc biên giới Uzbekistan, Afghanistan. Cũng tại Afghanistan, dù nhiều lần cam kết sẽ bảo vệ quyền phụ nữ khi lên nắm quyền, Tuy nhiên, Taliban mới đây tiếp tục có những động thái khắc nghiệt với nữ giới khi ban hành một hướng dẫn tôn giáo mới và qua đó thì cấm các kênh truyền hình Afghanistan phát sóng những bộ phim có diễn viên nữ. Theo chỉ thị đầu tiên mà Taliban áp đặt đối với các phương tiện truyền thông Afghanistan, Bộ khuyến khích đức tin và ngăn ngừa đồi bại Taliban kêu gọi các nữ phóng viên, nữ dẫn chương trình mang khăn trùm đầu khi lên sóng truyền hình. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu các kênh không phát sóng phim của diễn viên nữ hay nhà tiên tri Mohammed và các nhân vật tôn kính khác. Đồng thời, các chương trình mang nội dung chống lại những giá trị đạo hồi và đất nước Afghanistan cũng bị cấm. Có thể thấy, mặc dù đã khẳng định sẽ tôn trọng phụ nữ trong khuôn khổ, nhưng Taliban vẫn liên tục ban hành những điều luật hà khắc đối với nữ giới, bao gồm những quy định áp dụng trong trường học. Suốt thời gian cai trị đất nước từ năm 1996 đến năm 2001, Taliban đã cấm hầu hết các phương tiện truyền hình và những hình thức giải trí vì cho rằng đó là trái với đạo đức. Vào thời điểm đó, Taliban chỉ cho phép một đài phát thanh duy nhất hoạt động là Voice of Syria, kênh tuyên truyền về đạo hồi. Sau khi Taliban bị lật đổ, dưới hai thập kỷ cầm quyền của chính phủ do phương Tây hậu thuẫn, Afghanistan chứng kiến sự bùng nổ truyền thông. Hàng chục kênh truyền hình và đài phát thanh được thành lập đã mang những chương trình đặc sắc trên thế giới về với cuộc sống của người dân ở vùng đất vốn bị chiến tranh tàn phá. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý tại châu Phi. Vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Lâm Thời ở Libya, ông Abdel Hamid al đã nộp các giấy tờ để tham gia ứng cử vào cuộc bầu cử tổng thống. Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 tới. Mới đây, ông Abdel Hamid Dabaiba, Thủ tướng Chính phủ lâm thời Libya cho biết, ông đã nộp giấy tờ ứng cử tổng thống tại trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia cấp cao ở thủ đô Tripoli. Ông khẳng định rằng mục đích của việc làm này là để thống nhất đất nước. Ông cũng ám chỉ khả năng nhờ đến cơ quan tư pháp để khiếu nại điều 12 của luật bầu cử tổng thống, quy định ngăn cản ông ra tranh cử. Trước đó, ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Agula Saleh cũng đã đợi trình các giấy tờ ứng cử chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại trụ sở của Ủy ban bầu cử cấp cao ở thành phố Benghazi. Từ ngày 8 tháng 11, các văn phòng của Ủy ban bầu cử cấp cao Libya đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các ứng cử viên tranh cử trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới. Mới đây, Pháp đã yêu cầu tổng thống Burkina Faso can thiệp sau khi một đoàn xe của quân đội Pháp bị chặn trên đường đến Niger vào thứ Sáu tuần trước bởi những người biểu tình phản đối vai trò của Pháp trong cuộc xung đột với các chiến binh Hồi giáo người dân Niger đang vô cùng tức giận trước sự bất lực của các lực lượng địa phương và quốc tế trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến. Lực lượng an ninh của nước này đã chịu tổn thất nặng nề nhất trong nhiều năm qua, đặc biệt là vào tuần trước khi các tay súng giết chết 49 sĩ quan quân cảnh và 4 dân thường. Một phóng viên Reuters cho biết, hàng trăm người đã tập trung trên đường ở thành phố Kaya hôm thứ Sáu để chặn đường đi của xe bọc thép Pháp. Một người biểu tình cầm tấm biển ghi, quân đội Pháp hãy về nhà đi phát biểu trên kênh truyền hình LCI hôm chủ nhật ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết có những kẻ thao túng đang kích động làn sóng chống Pháp nhưng ông hy vọng chính quyền của tổng thống Niger Burkina Faso sẽ hành động để tìm ra giải pháp theo hai nguồn tin an ninh nói với Reuters đoàn xe của Pháp đã buộc phải đi khoảng 40 km về phía nam tới phía bắc thủ đô Ouagadougou không rõ liệu đoàn xe có tiếp tục đến Niger bằng một con đường khác hay không Chính phủ Ethiopia mới đây đã có động thái cứng rắn đối với các phương tiện truyền thông phương Tây. Theo nguồn tin địa phương, thì các nhà chức trách nước này đã gửi thư cảnh báo cho bốn hãng thông tấn quốc tế yêu cầu ngừng việc đưa thông tin sai lệch về xung đột ở vùng Tigray. Trong tư gửi đến CNN, BBC, Reuters và Associated Press, chính phủ Ethiopia nêu rõ các kênh truyền thông này đã tuyên truyền những thông tin mang nội dung gieo rắc thù hận và xâm phạm chủ quyền nước này. Đây được xem là động thái cứng rắn nhằm chống lại những thông tin sai lệch, nhận sự ủng hộ từ các quan chức cũng như dân thường của Ethiopia. Ông Jonathan Tesfaye, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Truyền thông Ethiopia, chia sẻ rằng Chúng tôi hy vọng những kênh truyền thông này sẽ xem xét thư mà chúng tôi gửi đến, qua đó chấm dứt hành vi sai trái và đưa tin đúng về Ethiopia, để thế giới thấy được những điều thực sự đang diễn ra ở đất nước chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi hy vọng. Theo ông Tesmegen -Tamene, Người dân địa phương việc thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đã bị mặt trận giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) bao vây như một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin là hoàn toàn sai sự thật. Nhiều nhà báo Ethiopia cũng lên tiếng phản đối việc lan truyền tin giả và cho rằng đó là một cách thức để phương Tây can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này. Trong những tuần gần đây, xung đột ở Ethiopia vẫn tiếp tục leo thang. Hội đồng bộ trưởng Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng tại vùng Tigray miền Bắc nước này do những căng thẳng giữa lực lượng chính phủ và TPLF. Theo thống kê, tính đến hiện tại, các cuộc giao tranh đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi đó khoảng 400.000 người đối mặt với nạn đói. Vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Tunisia, Kais Saied cho rằng ông khuyến khích quốc gia Bắc Phi này thực hiện cải cách để đáp ứng kỳ vọng của người dân về các tiến bộ dân chủ. Gần 4 tháng sau khi Tổng thống Kaysad nắm giữ gần như tất cả quyền lực ở Tunisia, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Blinken đã khuyến khích Tunisia cải cách để đạt được tiến bộ và dân chủ. Theo đó, thì ông Blinken đã hối thúc quá trình cải cách minh bạch và toàn diện để giải quyết những thách thức chính trị, kinh tế và xã hội ở Tunisia. Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng thảo luận về những phát triển tình hình gần đây ở Tunisia, bao gồm cả việc thành lập chính phủ mới và các bước nhằm giảm bớt áp lực cho nền kinh tế. Trước đó, hàng ngàn người Tunisia đã biểu tình gần trụ sở quốc hội ở thủ đô Tunis, yêu cầu ông Sheff phục hồi quốc hội, trong khi các nhà tài trợ nước ngoài vốn có thể giúp mở gói giải cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dành cho nền kinh tế Tunisia, hối thúc ông Sheff khôi phục trật tự hiến pháp bình thường ở quốc gia này. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào chủ nhật ngày 21 tháng 11, các điểm bỏ phiếu ở Venezuela bắt đầu đóng cửa sau các cuộc bầu cử khu vực và địa phương. Thông tin này được đưa ra bởi Bộ Nội vụ và Tư pháp của nước này. Tuy nhiên, bộ chưa cho biết khi nào sẽ công bố kết quả. Bộ Nội vụ và Tư pháp Venezuela mới đây cho biết họ đã giải quyết một tình huống bất thường ở San Francisco, thuộc bang Julia, nơi một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương. Vụ việc diễn ra sau buổi trưa gần một trung tâm bỏ phiếu ở San Francisco. Trước đó, thì công dân đã bỏ phiếu bầu cho hơn 3.000 thống đốc bang, thị trưởng và hội đồng thành phố trên khắp cả nước, với 21 triệu người Venezuela đã đăng ký tham gia bầu cử. Các cuộc bầu cử này đã một lần nữa thúc đẩy các chính trị gia đối lập trở lại cuộc bầu cử đầy sôi động sau khi nền chính trị bị chia rẽ sâu sắc về làn sóng tẩy chay, các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội lưng lượt vào năm 2018 và 2020. Vào thứ hai vừa qua, cơ quan giám sát doanh nghiệp của Úc cho biết họ đang làm việc với các nhà lập pháp để phát triển các quy tắc cho tiền kỹ thuật số. Đồng thời, họ cũng cảnh báo rằng hiện nay tại Úc vẫn có rất nhiều loại hình tài sản tiền điện tử hiện vẫn chưa được kiểm soát, điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tự do chọn lựa. Các nhà lập pháp Úc vẫn đang trong quá trình phát triển các quy định cho tiền kỹ thuật số, tuy nhiên nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính của nước này cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên cẩn trọng với nhiều loại sản phẩm như vậy. Trong những bình luận công khai đầu tiên của mình kể từ khi ngân hàng lớn nhất của đất nước tiết lộ kế hoạch mang đến các giao dịch tiền điện tử, ông Joe Longo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ASIC, đã nói với các nhà đầu tư nên thận trọng khi mua các sản phẩm tiền kỹ thuật số không có biện pháp bảo vệ. Các hội nghị đánh giá tài chính Úc, ông Lungo cho biết, hiện tại nhiều tài sản tiền điện tử có lẽ không phải là sản phẩm tài chính. Cho đến thời điểm này, các nhà đầu tư nên hết sức cẩn trọng. Đầu tháng này, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đã phá vỡ xếp hạng trong ngành bằng cách trở thành ngân hàng đầu tiên trên thế giới phát triển cung cấp nền tảng cho khách hàng bán lẻ giao dịch tiền điện tử. Chuyển sang một số tin tức về thể thao. Thưa quý vị, hạt giống số 3 Alexander Varek đã có màn trình diễn xuất sắc đánh bại Danny Mervedet về lần thứ hai đăng quang ATP Finals, giải đấu quần vật cuối cùng trong năm. Trước trận chung kết ATP Finals, Alexander Zverev đã thua 5 trận liền trước Daniil Medvedev. Thế nhưng, hôm nay 22 tháng 11, trên mặt sân cứng trong nhà tại Pala Abitur ở thành phố Turin, nước Ý, tay vợt người Đức đã có màn phục thù ấn tượng, kết thúc năm 2021 mỹ mãn với danh hiệu vô địch ATP Finals thứ hai trong sự nghiệp. Zverev khởi đầu trận chung kết thuận lợi khi bẻ ra bóng ngay ở game 2 để tiến đến chiến thắng 6-4 ở ván đầu. Những nỗ lực của Medvedev cũng không thể ngăn cản sự hưng phấn của Zverev. Thi đấu tập trung và tự tin, Hạt giống số 3 kết thúc trận đấu khi thắng ván tiếp theo với điểm số tương tự. Chiến thắng này giúp tay vượt 24 tuổi, có danh hiệu thứ 5 trong năm, bao gồm hai chức vô địch Master 1000 tại Madrid và Cincinnati, huy chương vàng đơn nam Olympic Tokyo, cùng chiến thắng ở hai giải ATP 500 và Acapulco và Vien. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vào cuối tuần qua đã tổ chức một buổi lễ đếm ngược đánh dấu đúng một năm trước khi mặt World Cup 2022 sẽ diễn ra vào năm sau tại Qatar. Và đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức vào mùa đông ở Bắc Bán Cầu. Trận khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 1 năm 2022. Trận khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 11 trên sân vận động An Bay, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại thành phố Accor của Qatar. Tại buổi lễ ra mắt đồng hồ đếm ngược quỷ World Cup 2022, có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt, bao gồm cựu tuyển thủ Pháp Marcel de Sali, Samuel Eto'o Eto của Cameroon, cao phu của Brazil và chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng các quan chức Qatar. Trên cương vị quốc gia đăng cai World Cup 2022, Qatar hy vọng sẽ thu hút 1,2 triệu lượt du khách đến với giải đấu. Các trận đấu sẽ diễn ra tại các sân vận động xung quanh thủ đô Doha. Vì vậy, khán giả sẽ có cơ hội tham dự nhiều trận đấu cùng một ngày. Khác với công tác chuẩn bị gấp rút, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phốt như kỳ World Cup 2014 ở Brazil, Qatar đến nay đã hoàn thành xây dựng 5 trên 8 sân vận động, bao gồm sân vận động Lusail nơi diễn ra trận chung kết. Chúng ta cùng đến với một số tin tức về dịch bệnh. Thưa quý vị, tại một cuộc gặp mới đây, các nhà chức trách của Ecuador và Colombia đã thống nhất về việc mở lại biên giới chung kể từ tháng 12, sau gần 2 năm bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Biên giới chung giữa Ecuador và Colombia bị đóng từ tháng 3 năm 2020, khi chính phủ cả hai nước tìm cách ngăn cản sự lây lan của COVID-19. Việc mở cửa trở lại từ ngày 1 tháng 12 sắp tới được đánh giá sẽ củng cố an ninh và tăng cường hoạt động giao thương trong khu vực. Phát biểu sau cuộc họp với người đồng cấp Colombia, Ivan Duque, tại thủ đô Quito của Ecuador, Tổng thống Ecuador Galacmo Lasso cho biết, quyết định chung từ hai nước cũng đồng nghĩa với việc không gia đình người Ecuador hay Colombia, hay Colombia nào phải trả tiền cho các băng nhóm tội phạm để vượt biên trái phép. Cũng nhân dịp này, Colombia đề nghị hỗ trợ Ecuador trong cuộc chiến chống các loại hoạt động vận chuyển hàng cấm. Hiện Ecuador đang bị bủa vây bởi làn sóng tội phạm, làm gia tăng các vụ giết có liên quan đến việc buôn bán và tiêu thụ hàng phi pháp. Vào cuối tuần trước, Tổng thống Ecuador Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp Ecuador, qua đó cho phép quân đội tuần tra tại những khu vực có tỷ lệ giết người và hoạt động tội phạm cao. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về việc hồi hương cho các tù nhân. Ông Duque cho biết quá trình này sẽ được tiến hành theo luật. Trong năm nay, Ecuador chứng kiến tình trạng bạo lực ở nhà tù gia tăng đột biến. Cuộc bạo loạn mới nhất tại nhà tù Benitenciara Del Toro đã chứng kiến hơn 60 tù nhân thiệt mạng. Không những vậy, hệ thống nhà tù của Ecuador còn đang phải vật lộn với tình trạng quá tải và điều kiện sinh hoạt tồi tệ. Vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, học sinh ở các trường học trên toàn Hàn Quốc sẽ bắt đầu trở lại lớp học trực tiếp toàn diện. Và đây là bước tiếp theo của chính phủ nước này nhằm thực hiện kế hoạch sống chung với Covid-19, từng bước đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch. Thời gian gần đây, Hàn Quốc phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 dữ dội, khiến các trường học trên toàn quốc bắt buộc phải đóng cửa và chuyển sang hình thức học online. Tuy nhiên, kể từ năm 2022 trở đi, các trường học trên cả nước đã được mở cửa trở lại, học sinh đã được cấp sách đến trường như trước dịch. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch sống chung với COVID-19 của chính phủ nước này, được thông qua sau khi nước này đạt được mục tiêu tiêm chủng vào tháng trước. Nhìn chung thì 78,8% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ, mặc dù con số đó giảm xuống còn 12,8% đối với những người từ 12 tới 17 tuổi. Các trường học vẫn có thể chuyển sang hình thức học tập từ xa hoặc các hình thức kết hợp khác tùy vào tình hình dịch bệnh. Các biện pháp phòng ngừa kết hợp như đeo khẩu trang và các xã hội vẫn tiếp tục được duy trì. Tính đến Chủ nhật 21 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận hơn 2.800 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với xu hướng hơn 3.000 ca trong tuần qua. Chuyển sang một thông tin về nghệ thuật vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, lễ trao giải American Music Awards 2021 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Microsoft Los Angeles của Mỹ. Và sự kiện này đã quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc thế giới như Bruno Mars, Cardi B, BTS, Olivia Rodrigo. Tại đây thì vượt qua những tên tuổi hàng đầu như Taylor Swift, Ariana Grande, BTS chính thức được vinh danh với giải thưởng cao nhất nghệ sĩ của năm. Và đây cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên làm được điều này. Mới đây, BTS, ban nhạc 7 thành viên đến từ Hàn Quốc đã đánh bại Taylor Swift, rapper Drake, ca sĩ nhạc pop Ariana Grande, hiện tượng tuổi teen Olivia Rodrigo và The Weeknd để giành giải thưởng lớn nhất của giải American Music Award 2021, đó là giải nghệ sĩ của năm. BTS sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tại sự kiện này, họ cũng được vinh danh là nhóm nhạc pop được yêu thích nhất và giành giải ca khúc nhạc pop hay nhất cho bạn hit Better. Trước đó, BTS đã cùng với nhóm nhạc Coldplay biểu diễn single My Universe đánh dấu sự trở lại của ban nhạc K-pop sau đại dịch. Các đề cử dựa trên thành tích bảng xếp hạng âm nhạc Billboard, lượng phát trực tuyến và bản album, phát trên radio và mức độ tương tác trên mạng xã hội. Và người chiến thắng là hoàn toàn do người hâm mộ quyết định. Thưa quý vị, và thông tin về nhóm nhạc BTS vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới hôm nay. Minh Phương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trên các nền tảng của fbnc